Tây Ninh tiếp nhận hơn 1.000 công dân từ Campuchia về Việt Nam. Lan tỏa chương trình ý nghĩa triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh. Thành phố Hồ Chí Minh quyết định lùi giờ học, đáp ứng mong mỏi của nhiều phụ huynh học sinh. Thưa quý vị, chúng ta đang ở những ngày cuối tháng 10, thời gian trôi nhanh và dòng thông tin vẫn luôn chuyển động. Đất nước mới luôn là những miền đất hứa với nhiều người, song nếu không cẩn trọng và tỉnh táo có thể sẽ phải trả bằng những cái giá đắt. Đã có hàng ngàn người từ Campuchia được trở về với quê hương. Đây là những người đã sang Campuchia với hy vọng vào chiêu bài việc nhẹ lương cao và sa vào tay bọn lừa đảo. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết. Những ngày vừa qua trên địa bàn của tỉnh Khánh Hòa có mưa rất to gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đáng nói hơn, không ít người đã bất chấp nguy hiểm để chạy xe máy lên cầu gỗ vốn đã xuống cấp để vượt sông. Hình ảnh những con người nhỏ bé giữa mênh mông sông nước cho thấy sự chủ quan trước tính mạng của không ít người dân. Tại cây cầu gỗ Phú Kiển bắc qua con sông Cái, tỉnh Khánh Hòa, dưới cơn mưa lớn, mặt cầu gỗ rất trơn trượt, nhiều người dân vẫn chạy xe máy lên cầu vượt sông khi dòng lũ bắt đầu dâng cao. Cảnh từng chiếc xe máy chạy lẻ loi trên chiếc cầu dài gần 500m dưới cơn mưa tầm tã, bốn bề mênh mông nước đã gây rùng mình cho những ai nhìn thấy trước những hiểm nguy luôn rình rập. Đã từng xảy ra tai nạn người và xe bị rơi xuống sông khi nhiều nhịp cầu bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi trong mùa mưa lũ năm trước. Hàng năm khi đến mùa mưa lũ, chính quyền đã buộc phải tháo dỡ hàng chục nhịp cầu đoạn ngay giữa lòng sông để đảm bảo an toàn, khiến cho người dân các xã, phường Cánh Bắc phải đi đường vòng dài hàng chục cây số để vào trung tâm thành phố Nha Trang và ngược lại. Được biết, tình trạng vượt sông rất nguy hiểm đã diễn ra nhiều năm vừa qua. Người dân địa phương rất cần một cây cầu bê tông vững chắc để thay thế. Chỉ trong 2 ngày 26 và 27 tháng 10 năm 2022, đã có hơn 1.000 người Việt Nam lao động ở Campuchia về nước qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Đa số đều là những nạn nhân bị lừa sang Campuchia, làm việc nhẹ lương cao và cũng đã có nhiều người không thể trở về sau khi rơi vào những động buôn người bị ép làm việc theo hình thức lừa đảo. Hầu hết những công nhân này được Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Brit Sihanouk tổ chức giải cứu trong chiến dịch kiểm tra người nước ngoài và trấn áp tội phạm buôn bán người ở các công ty nước ngoài tại Campuchia, và họ đều là nạn nhân của hoạt động lừa gạt, lôi kéo sang Campuchia làm việc dưới chiêu bài việc nhẹ lương cao. Do số lượng được bàn giao rất đông nên Ủy ban Nhân dân huyện Bến Cầu đã huy động lực lượng cùng phối hợp với biên phòng, công an, quân sự tổ chức tiếp nhận, đảm bảo chỗ ăn nghỉ. Qua rà soát thân nhân lai lịch, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một đối tượng có lệnh truy nã. Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hưởng ứng với chương trình Triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh, góp phần phủ xanh nhiều diện tích rừng bị mất. Thời gian qua, chương trình đã nhận được sự ủng hộ của thanh niên trên khắp cả nước cho hành động ý nghĩa với thiên nhiên này. Trên những mảnh đất rừng không còn màu xanh ở làng thanh niên lập nghiệp xã biên giới xa xôi Ea Lớp, huyện Ea Súp, tỉnh Gia Lai, gần 500 đoàn viên thanh niên và người dân địa phương đang và sẽ trồng 76.000 cây con. Tất cả đều hy vọng sẽ lấy lại những gì đã mất của rừng, và ở đây là tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Ngay từ đầu triển khai chương trình thì các bạn đã huy động tuyên truyền đến tất cả các bạn đoàn viên thanh niên và người dân. Các bạn đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục là chăm sóc để làm sao sau đó là mỗi cây xanh được trồng ở đây sẽ là phát triển tốt. Tại những nơi có nhiều diện tích rừng bị mất ở 17 tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung Tây Nguyên, một triệu cây xanh đã đang và sẽ phủ khắp, góp phần vào công cuộc phục hồi rừng đầu nguồn, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chúng tôi cũng làm những cái mô hình điểm để nhân rộng cũng như là tuyên truyền cho nâng cao nhận thức cho người dân cũng như đoàn viên thanh niên trong cái việc là bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua 2 năm triển khai vừa qua thì đoàn viên thanh niên cũng như người dân là rất tích cực cùng tham gia và triển khai rất tốt cái chương trình này. Đến nay, chương trình Triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh đã triển khai tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đắk Lắk với gần 131.000 cây xanh được trồng. Các giống cây được chọn đều được nghiên cứu kỹ, phù hợp với mục đích cảnh quan và điều kiện sinh thái, tập quán canh tác của từng địa phương. Địa phương chúng tôi sẽ cam kết thực hiện tất cả các mục tiêu để làm sao trong cái thời gian tới công tác trước mắt là tuyên truyền đối với lại người dân có ý thức bảo vệ về môi trường, bảo vệ rừng, rồi chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về
công tác quản lý bảo vệ rừng. 3 năm tiếp theo, chương trình Triệu Cây Xanh vì một Việt Nam Xanh sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa đến với mọi người, nhất là những người dân sống gần rừng hiểu rằng giữ rừng, giữ nước là giữ sự sống. Ai giàu đệ nhất, cung phở đệ nhất, quay số giàu bùng nổ. Wow, 23 giải 100 triệu, 2023 giải 1 triệu. Tiền nóng về tài khoản vẫn chưa trúng, còn 5.000 giải may mắn phút chót. Đệ nhất võ, đệ nhất giàu, đón năm mới. Vương Bảo đã được nghiên cứu lâm sàng, có tác dụng hỗ trợ giảm phì đại tiền liệt tuyến, từ đó giảm tiểu đêm, tiểu rắc, tiểu nhiều lần. Tiền liệt tuyến của ông sao rồi? Vương Bảo chuẩn đấy, tiểu đêm và phì đại tiền liệt tuyến của tôi ngon lành rồi. Cotri Pro dùng cho người bị trĩ nội, trĩ ngoại với các biểu hiện chảy máu, sa quý trĩ, đau rát hậu môn. Cotri Pro với thành phần Sleeperium nhập khẩu từ Hoa Kỳ hỗ trợ tăng sức bền thành mạch, giảm các triệu chứng của trĩ. Sản phẩm hiện có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Gồng ngứa dai dẳng vì chưa sạch nấm đã có siêu sinh cải tiến mới với Selenium Sinfit và Dibotassium Clisirizat giúp loại sạch nấm, sạch gồng dai dẳng nhanh hết ngứa sau khi vừa gội. Siêu sinh mới chạy lớn 250ml siêu tiết kiệm. Sau 2 năm vắng bóng, Richam Charity Fund Run đã quay trở lại. Đây là một sự kiện chạy bộ thường niên của Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam nhằm gây quỹ từ thiện. Theo ban tổ chức, hoạt động chạy bộ này nhằm khuyến khích tinh thần thể dục thể thao, nâng cao tính cộng đồng, gắn kết, góp niềm vui cho mọi người. Đặc biệt là gây quỹ hỗ trợ các dự án trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế sức khỏe, phòng chống thiên tai, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đây là giải chạy Fun Run nên chúng tôi cố gắng cân bằng, vì đây không chỉ là đường đua mà là lễ hội. Chúng tôi cố gắng làm sao để mang đến nhiều lợi nhuận để dành cho quỹ từ thiện. Các dự án từ thiện của chúng tôi đã và đang mang lại những ảnh hưởng tích cực và lâu dài đến những người dân nhận được sự trợ giúp. Trong 21 năm qua, hoạt động đã thu hút hơn 120.000 lượt người tham gia và gây quỹ được hơn 12 tỷ đồng với sự đóng góp của 70 đơn vị tài trợ tại Việt Nam. Để giữ thể lực tốt cho đường đua Fun Run sắp tới, một số đơn vị đã có công tác chuẩn bị trước về trang phục, đường chạy cho nhân viên và các em nhỏ tham gia. Mỗi năm khi đến sự kiện này, chúng tôi cùng tất cả nhân viên, giáo viên tập hợp các bạn nhỏ lại để chia sẻ về cách tập thể lực và tập luyện đường chạy. Chúng tôi cũng thiết kế những chiếc áo thun đặc biệt dành cho giáo viên, phụ huynh mặc cho giải chạy Fun Run. Chúng tôi muốn hướng các em học sinh tham gia giải chạy cùng với thầy cô giáo để có thể nói lên mình có thể bao lâu và kêu gọi các bạn và bố mẹ của mình cùng chạy để rèn luyện cộng đồng sống khỏe mạnh và phát triển bền vững hơn. Sự kiện sẽ diễn ra từ lúc 7 giờ đến 10 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 11 tại khu đô thị Sala, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, người tham dự cũng có thể đi bộ, tham gia hoạt động biểu diễn văn nghệ trên cung đường chạy, ăn uống miễn phí tại các gian hàng ẩm thực. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định lùi giờ học đối với học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông. Theo đó, giờ vào học buổi sáng của học sinh mầm non và tiểu học không sớm hơn 7 giờ 30, học sinh trung học cơ sở không sớm hơn 7 giờ 15, học sinh trung học phổ thông không sớm hơn 7 giờ. Quyết định này nhận được nhiều ủng hộ của các bậc phụ huynh sau những ngày vất vả vì việc đi học sớm đã ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi cũng như tái tạo năng lượng của các em. Ăn vội bữa sáng ngay trên xe hoặc cổng trường. Ôm bố mẹ, nhưng các em học sinh không mở nổi mắt vì buồn ngủ. Những hình ảnh này được xem là quen thuộc, đã xuất hiện hàng chục năm vừa qua. Với nhiều trường học từ 7 giờ sáng, thì một ngày của các em học sinh sẽ bắt đầu khi chưa đến 6 giờ sáng, ăn sáng và tất bật vượt qua những con đường đông đúc để đến trường. Buổi tối chiều thì bé phải về, giờ phải đi học thêm, về học bài thì cũng ngủ cũng trễ lắm. Nói chung là nếu mà với trẻ con mình ngủ 8 tiếng mới đủ, nhưng mà bé thì ngủ chắc chưa đủ 8 tiếng. Nếu mà sắp xếp được thời gian thì mình cũng cố gắng sắp xếp cho bé ngủ sớm nhất. Mỗi ngày con đều phải đi học thêm nên là ngủ rất là sớm. Và thức dậy thì không đủ giấc nên là rất là mệt. Cũng như nhiều trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp, việc bố trí cho gần 2.800 học sinh bắt đầu buổi học từ 7 giờ đã nhiều năm nay. Buổi sáng học 5 tiết và buổi chiều học từ 2 tới 4 cho các tiết học kỹ năng, học tiếng Anh tăng cường. Việc cân đối thời gian học cần sự nghiên cứu rất kỹ lưỡng giữa nhiều lĩnh vực như dinh dưỡng, khối lượng kiến thức, giờ học. Sắp xếp cho giấc ngủ của trẻ và sắp xếp giờ học
giờ làm việc của phụ huynh cũng như vấn đề giao thông không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của riêng ngành giáo dục. Qua cái hội nghị phụ huynh như vậy thì chúng tôi thấy đại đa số là phụ huynh đồng tình với là những cái chủ trương của nhà trường, và trong đó thì có cái chủ trương và về cái giờ vào học của các cháu và giờ đi về của các cháu. Và trong thời gian vừa qua thì dư luận xã hội có nhiều phụ huynh cũng cho rằng là cái giờ học nên lùi lại để cho các cháu ngủ đủ giấc hơn hoặc là có những cái tiện cho gia đình. Tuy nhiên, để giải quyết cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng nó có tác dụng nhiều bên, cần ý kiến của các nhà khoa học. Và như thế thì bao giờ cái thuận lợi cho người này đôi khi nó cũng sẽ gây khó khăn cho người khác. Và trong suốt thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng không có nhận được một cái tâm tư phản ảnh nào của các bậc phụ huynh về cái chuyện mà nhà trường cho học sinh đi học cái giờ vào học như thế. Nên như vậy chúng tôi vẫn tiếp tục phục vụ cho các cháu và phục vụ cho phụ huynh với những cái điều mà chúng tôi cam kết như đầu năm đã thực hiện. Thực hiện việc bắt đầu giờ học 7:30 đã nhiều năm nay, trường tiểu học Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú đã ghi nhận rất nhiều ý kiến đồng tình từ phụ huynh khi địa bàn quận có mật độ dân số cao, sáng chiều đường phố luôn trong tình trạng đông đúc, kẹt xe giờ cao điểm. Vào học dù chỉ trễ hơn các trường khác 20 phút nhưng đã giúp cho phụ huynh giải quyết được rất nhiều vấn đề. Đôi khi nó có linh hoạt 50 phút là rất là giá trị. Đối với những người nó thoải mái thời gian thì thêm 50 phút là càng tốt. Mà nếu đối với những người mà cái thời gian có nhiều thì thêm 50 phút nữa thì nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Đấy, nó là có 50 phút thêm là rất giá trị cho phụ huynh về cho các bé. Lùi thời gian như vậy thì cũng rất là hợp lý, bởi vì là học sinh sẽ có thời gian để chuẩn bị kỹ hơn, rồi cha mẹ học sinh thì sẽ thuận lợi trong quá trình mà đưa đón con, bởi vì cái thời gian mà đi làm và cái thời gian mà đưa bé đi học thì nó cũng khớp, cho nên là tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh và chính cho học sinh rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì việc lùi giờ học tầm 7:20 đánh trống và 7:30 bắt đầu vào tiết thì nó cũng khớp với cái thời gian học tập ở trong ngày. Đồng thời là các trường mình thấy là cái dạng như là tiếp cận với lại quốc tế vậy. Thì các trường ở nước ngoài thì cái thời gian vào học cũng khá là trễ. Tuy nhiên là cái thời gian mà nghỉ trưa thì sẽ ít hơn để các em học sinh có những cái thời gian hoạt động. Và mình thì cũng đang hơi hướng theo hướng hội nhập quốc tế, cho nên mình nghĩ cái đó nó cũng phù hợp. Cần nhắc lại là Sở Dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định lùi giờ học đối với học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông. Theo đó, giờ vào học buổi sáng của học sinh mầm non và tiểu học không sớm hơn 7:30, học sinh trung học cơ sở không sớm hơn 7:15, học sinh trung học phổ thông không sớm hơn 7 giờ. Sở đã cân nhắc điều chỉnh nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của gia đình, nhà trường và cả giao thông công cộng. Chấn động làng ẩm thực Việt Nam, chào đón kỷ nguyên nấu bếp mới với bộ ba Tam Thái Tử, chấm xào ướp kho, thế hệ nước tương công thức chuyên biệt Tam Thái Tử đỏ để chấm đậm đà với chiếc suất nấm, Tam Thái Tử xanh để xào thành mướt với nước ép táo, Tam Thái Tử cam để ướp kho đượm màu cùng mật ong. Xin gửi Tam Thái Tử để tặng chị Hằng nha. Tam Thái Tử, chuyên gia về nước tương. Jinzu Foods. Kỷ nguyên mới, thử thách mới, hãy loại gầu khỏi cuộc chơi. Tìa mất lạnh mặt hà mới với công nghệ sạch gầu 3X sức mạnh, đánh bay gầu, ngứa và vi khuẩn. Đứng đầu thách thức cùng Clear mất lạnh mặt hà. Từ mạch nguồn khởi tạo, tôi luyện cùng thời gian, mang nhiệt lượng vững vàng, khởi sinh tinh thần thép. VAS vững vàng tâm thép. Quả trái, quả trái. Nguyên vũ khí đi. Tài lanh là xa cách nhanh. C2 ủ từ lá trà 100% tự nhiên, thanh khiết hương chanh tươi, dâng trào sảng khoái. Có C2 mát lành sao phải gắt. Romano VIP tắm và gội 2-1 với công nghệ Platinum, giúp da sạch sâu, cho tóc chắc khỏe, lưu hương dài lâu. Romano VIP tắm và gội, nâng tầm thành công. Trong phần tiếp theo của chương trình, người phụ nữ giở trò gian manh trong chợ, người bận nhất thế giới qua đời ít tháng sau khi tắm. Khởi động tuần lễ thời trang Look Autumn Winter Fashion Week,
Mở đầu camera cà phê ngày hôm nay là đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội khiến cho nhiều người phấn khích khi chứng kiến cảnh cảnh sát giao thông ở Đà Nẵng phạt một thanh niên vi phạm giao thông thực hiện hành động bất ngờ. Vụ việc xảy ra tại ngã tư Ngô Văn Sở và Đặng Dung, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Theo người chia sẻ clip, một nam thanh niên do đội mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn đã bị lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ giữ lại. Thay vì lập biên bản hay xử phạt hành chính, thì cảnh sát giao thông đã cho nam thanh niên một hình phạt mà theo cư dân mạng gọi là nhớ đời. Đó chính là làm động tác thụt xì dầu, đứng lên ngồi xuống. Nhiều ý kiến cho rằng hình thức phạt này có tác dụng gấp nhiều lần phạt bằng tiền, sẽ nhớ rất lâu. Tiếp theo là một đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo bị bẻ tay trước hàng chục học sinh gây xôn xao. Bước đầu xác định đoạn clip này được quay ở trường Trung học Phổ thông Hai Bà Trưng, thành phố Huế. Theo đó, một clip dài 18 giây ghi lại cảnh một cô giáo bị một người đàn ông bẻ tay đẩy đi ra khỏi một lớp học trước hàng chục học sinh. Người phụ nữ bị bẻ tay và người đàn ông bẻ tay trong clip bước đầu xác định là giáo viên của trường. Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đang làm rõ vụ việc. Trong chợ đông người, một người phụ nữ ghé hàng thịt rồi thản nhiên kẹp nách cục xương dễ dàng với chiêu trò khá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi này đều bị camera ghi lại và mời quý vị cùng theo dõi. Theo đó, vụ việc xảy ra tại Trảng Bom, Đồng Nai. Theo camera an ninh tại một hàng thịt ghi lại, lúc này có một người đứng bán hàng. Người phụ nữ mặc áo khoác xanh ghé mua thịt. Lợi dụng lúc chị chủ đang bận khách, người này nhanh chóng cầm cục xương khá to di chuyển tới vị trí khác, rồi để kẹp phía dưới khuất tầm nhìn của chủ hàng thịt. Canh vị khách bên cạnh vừa đi, chị ta nhanh chóng xách cục xương kẹp ngay vào trong áo, rồi bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp theo là một vụ việc hy hữu khi ngôi nhà liên tục bị dòm ngó bởi các đối tượng lạ mặt với những hành vi hết sức mờ ám. Góc nhìn camera ghi lại một ngôi nhà tại khu vực Cà Mau và cũng là lời cảnh báo mọi người không nên chủ quan trong thời buổi trộm cắp lộng hành. Theo đó, chỉ trong rạng sáng 25 tháng 10, ngôi nhà bị hai kẻ lạ mặt đứng bên ngoài dòm ngó. Qua clip có thể thấy, sau khi một đối tượng tới trước thì một đối tượng khác mặc áo mưa, thấy cửa khép hờ không đóng, nên đã dùng cái cây dài thò vào trong, mục đích câu trộm đồ. Trước đó, vào ngày 21 tháng 10, thời điểm này là ban ngày, nhưng ngôi nhà vẫn bị những người lạ mặt xuất hiện, đứng trước, nhìn ngó vào. May mắn, những lần trên, chiếc xe tay ga dựng trước không bị mất trộm. Theo thống kê của chủ nhà, thì nhiều lần khác, cái đối tượng cũng ghé qua. Thiệt hại sau đó là bị trộm tiền, mất trộm dép và nhiều đồ khác. Một người đàn ông Iran được mệnh danh là người bẩn nhất thế giới vì không tắm trong hơn nửa thế kỷ, mới đây đã được truyền thông nhà nước đưa tin là đã qua đời ở tuổi 94. Ông Amu Haji, người phủ đầy bọ hống và sống trong một láng xây bằng đá vôi, được truyền thông địa phương đưa tin là không tắm bằng nước hoặc là xà phòng trong hơn 67 năm. Người dân trong làng cho biết ông từ chối tắm rửa sau khi trải qua những tổn thương về mặt tình cảm. Quan chức địa phương cũng cho biết ông Haji từ chối tắm vì sợ nước và tin rằng mình sẽ đổ bệnh nếu phải tắm. Tuy nhiên, cách đây vài tháng, dân làng Dedgat đã đưa ông đi tắm rửa. Sau cái chết của ông Haji, kỷ lục người bẩn nhất thế giới còn sống có thể thuộc về một người đàn ông Ấn Độ, người cũng không tắm trong phần lớn cuộc đời. Thành phố Ayodhya, miền Bắc Ấn Độ, mới đây đã lập kỷ lục Guinness khi đồng loạt thắp sáng hơn 1,5 triệu ngọn đèn dầu trong 45 phút. Và con số này đã phá vỡ kỷ lục của chính thành phố này vào năm 2021 với 900.000 ngọn đèn dầu được thắp sáng. Đây là một phần trong lễ hội ánh sáng Diwali của người Hindu. Diwali được coi là một trong những lễ hội tôn giáo quan trọng nhất của người Hindu. Lễ hội này được tổ chức trên khắp Ấn Độ Dương, tượng trưng cho chiến tranh của chính nghĩa trước cái ác và xóa bỏ bóng tối tâm linh, đánh dấu sự khởi đầu năm mới của người Hindu. Tháng 11 của năm 2018, Ấn Độ đã tự phá kỷ lục thế giới với 300.000 đèn dầu thắp sáng, kỷ lục được xác lập vào đêm trước khi diễn ra lễ hội Hindu Diwali. Tại nước Mỹ, hàng ngàn khán giả đã đổ ra đường phố Washington để cổ vũ cho cuộc chạy đua trên giày cao gót. Đây là lần thứ 35 cuộc đua đặc biệt này được tổ chức. Những người tham gia cuộc thi bao gồm cả nam và nữ phải đi giày cao gót để chạy thật nhanh. Họ mặc những trang phục sặc sỡ, tạo dáng và diễu hành trước sự vui mừng của những người chào mừng không khí trước lễ hội Halloween. Mỗi năm và thứ ba trước ngày lễ Halloween, hàng ngàn khán giả đến đây để theo dõi cuộc đua gay cấn này.
Các quán bar và nhà hàng dọc tuyến đường đều luôn chuẩn bị đồ uống và món ăn đặc biệt cho cuộc đua. Lễ hội này cũng đang gây ảnh hưởng và lan truyền sang nhiều quốc gia khác. Liệu con có thể chống lại virus, vi khuẩn trong khoảng trống miễn dịch? Colos Baby với sữa non Colos IgG 24 giờ bổ sung lượng kháng thể IgG cao, giúp con trở thành nhà vô địch miễn dịch. Colos Baby, miễn dịch khỏe, phát triển toàn diện từ bên trong. Omachi hoàn toàn mới, giới thiệu cực phẩm chua cay ngọt lạnh, ai sẽ giành lấy? Đại diện cho thế hệ Omachi hoàn toàn mới. Omachi mi lạnh sốt táo với sợi mì khoai tây, chỉ cần nấu sôi 3 phút, nhúng nước đá và trộn sốt táo. Mỹ mãn là đây, chính hương vị này. Lành lạnh, chua ngọt, cay nhẹ, rất ngon mà không sợ nóng. Giới thiệu thế hệ Omachi hoàn toàn mới. Bố ngọc mà bố. Chơi với con, nào cùng chơi, cùng chơi, cùng chơi bố ơi. Miễn phí trọn đời các loại phí dịch vụ tài khoản và thẻ cho khách hàng trên app MB Bank tại app MB Bank ngay hôm nay. Colgate Optic White O2 mới với hàng triệu bong bóng oxy hoạt tính giúp nhẹ nhàng làm trắng răng trong 3 ngày. Viêm mũi dị ứng, chị Liên hắt hơi, chảy nước mũi nhiều, mũi thì nghẹt cứng, nhất là ban đêm. Chị uống thuốc xoang đông y thế hệ 2, sau vài tuần mũi đã thông, bệnh khỏi và giờ vẫn chưa tái phát. Anh Quang bị viêm xoang, nặng đầu, đau căng vùng má, hàm trên, đau căng thái dương, trán, đau nhức ổ mắt, sống mũi, đỉnh đầu, sau gáy. Anh uống thuốc xoang đông y thế hệ 2, đau nhức hết sau vài tuần, bệnh khỏi và giờ vẫn chưa tái phát. Thuốc xoang nhất, thông mũi tiêu viêm, chỉ viêm mũi dị ứng, rát hơi, nghẹt mũi, sổ mũi, chỉ viêm xoang, đau, nặng đầu, đau, căng các xoang, giúp hạn chế bệnh tái phát, thuốc xoang nhất. Đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng. Testosterone là nội tiết tố quan trọng đối với sức khỏe nam giới. Sau tuổi 30, nồng độ testosterone giảm dần, trung bình mỗi năm giảm từ 1 đến 2%, dẫn đến nam giới suy giảm sức khỏe và chức năng sinh lý. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Veganam Tâm Bình, top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, đại bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý, cải thiện triệu chứng mãn dục nam và giảm tiểu đêm do thận yếu. Veganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Họ bảo tôi cứ từ từ mà làm, rằng tôi quá tuổi để đóng cảnh mạo hiểm. Xương thì giòn, cơ thì yếu, nhưng cách tôi vận động đã vượt trên các định kiến tuổi tác. Nhờ uống Elin mỗi ngày để bổ sung collagen và vitamin C cho khớp, canxi cho xương, đạm cho cơ, Elin vận động khỏe vượt trên tuổi tác. Cô bảo hạnh phúc đong đầy dòng sữa tươi ngon. Vinamilk sữa tươi, Vinamilk sữa ngon. Cô bảo hạnh phúc sữa càng tươi ngon. Vinamilk còn có sữa tươi ít đường thanh nhẹ, ngon quá mẹ ơi. Vào ngày 29 và 30 tháng 10 năm 2022 tới đây, tuần lễ thời trang thu đông 2022 Look Autumn Winter Fashion Week với sự tham gia của 6 nhà thiết kế sẽ chính thức được ra mắt công chúng. Địa điểm dừng chân đầu tiên của tuần lễ thời trang thu đông 2022 Look Autumn Winter Fashion Week được xác định tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Góp mặt tại tuần lễ thời trang thu đông lần này là 6 nhà thiết kế với 10 bộ sưu tập mang các phong cách khác nhau: Vương Hồ, Búp Bê, Info, Đêm Á Đông, Thanh Hằng, Vút Bay, Huỳnh Cát Minh, Vệ Binh Tinh Hệ. Tuần lễ thời trang thu đông 2022 là sự kiện thời trang chuyên nghiệp dành cho các tài năng nhí. Ngoài hai gương mặt mẫu nhí quê Phú Thọ là gương mặt đại diện cho tuần lễ thời trang là Anh Thư và Bảo Ngân, thì chương trình còn có sự góp mặt của Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 Lý Kim Thảo, Miss Ecoteen International 2021 Bella Vũ. Nhà thiết kế Vương Hồ, nhà sáng lập tuần lễ thời trang thu đông 2022 cho biết sắp tới sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình thời trang quy mô tương tự ở các tỉnh, thành phố khắp cả nước. Người hâm mộ Việt mới đây vô cùng thích thú khi bắt gặp hình ảnh vua hài Hồng Kông Châu Tinh Trì có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, dù ăn mặc giản dị, đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng nhiều người hâm mộ vẫn dễ dàng nhận ra Châu Tinh Trì khi ông uống cà phê ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
Trong chuyến đi kính tiếng đến Việt Nam lần này, ngôi sao phim Tuyệt đỉnh Kung Fu đã dành thời gian gặp gỡ một số diễn viên, nhà làm phim Việt, song thông tin về buổi họp mặt được người trong cuộc giữ kín. Dù vậy, thông tin ngôi sao đình đám này đến Việt Nam khiến cho người hâm mộ của ông đứng ngồi không yên và bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn. Chương trình Chuyện trưa 12 giờ ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ Hiếu Nghĩa và Quang Huy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng được phát sóng vào lúc 12 giờ trên kênh HTV7, HTV9, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.